Suzuki xe Rio mất hết remote rồi nè, giờ lập trình lại cái khiển chip liền mạch nha, chip 47 Suzuki. Rồi. Vào chương trình khóa, chọn thủ công, kéo xuống xe Ligio ID47 nè, 25-28, Enter, chạy cắm ổ. Này, yêu cầu kết nối Internet. Rồi, mình đã kết nối Internet rồi, có Wi-Fi rồi ha. Rồi, Enter. Rồi, đầu vào cài chìa khóa, không cần mã pin nha. Enter. Rồi, nó kêu bật đèn cảnh báo nè. Rồi, cắm chìa vào ổ. Rồi, Enter. Bật chìa khóa điện ngon. Enter. Đó, tất cả các kia sẽ bị đấy, báo được hả? tất cả các chìa sẽ bị xóa nha. Ta rồi số lượng chìa là không nè, rồi bắt đầu cài nè. Enter. Cái chìa gốc nè, phải cài chìa gốc trước nè, cài chìa gốc lại nè. Đó, cái chìa gốc thì nó có chip nha. Đó, cài chìa gốc lại. Enter. Đó, chìa gốc đã cài rồi nè. Rồi, giờ Enter. Mà có lập trình thêm nữa không? Rồi, mình có nè. Enter. Rồi, rút cái chìa gốc ra. Ở đây. Đây là cái chìa khiển chip liền mạch ha. Rồi. Đó. Đó lên điện ha. Rồi, tiếp theo, Enter. Đó, đã cài thành công số 2 rồi nè. Enter. Hỏi có lập trình không? Không. Mình hai chìa thôi. Rồi, bấm thoát ra. Enter. Rồi, cài xong, bấm tiền. Enter. Thoát ra. Thoát ra. Thoát ra. Thoát ra hết. Rồi. Bỏ máy vào bên ha. Tắt. Tắt chìa luôn. Rồi, xong mở cửa, đóng cửa để kết thúc lập trình. Rồi, bây giờ để nổ máy thử ha. Đó. Chị mới là nổ máy ha. Có chip ha. Rồi. Rồi. Thử. Đây, thử cửa. Ok. Đây, cái chìa gốc đây, chìa gốc có chip ghi để dành secure để nổ máy ha. Đấy. Chìa gốc cũng ok. Đây. Rồi, tắt máy. Đây, đã hoàn thành ha. Các bạn có nhu cầu gì phá liên hệ mình ha. Rồi, ok. Rồi. Phải ngoài. Đó, ok. Suzuki ha.